lá 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 rồi đó, đọc tiếp đi. Lá đa. La cà. Cờ lá cờ nọ nọ cả lọ cà. Ừ. Lọ lọ cà. cà Rồi. ná lưỡi. Hồ nọ hồ là lọ nước Hồ, nó là lọ keo ấy, nó gọi là cái lọ hồ. Nơ lơ là nơ là nì gì? Sao lại lì ba là cái gì hả con?
có. Con nhìn lại chữ cho nó là cái chữ gì con? Gì ba có nạ cờ đỏ. Gì ba có nạ cờ đỏ. Nọ bà có nọ bà ba có con nọ phẩy rồi nhá, thằng con biết đọc tiếp đi, đọc tiếp cả cái này đi, xong lát nữa mới đọc lại. cọ Đúng, đọc lại. Nhìn chữ ở gì nhỉ, con nhìn chữ nó mới biết được chứ. Bà có lọ. Tiếp. Bà có lọ cà. Có cả lọ đỗ. Đấy, bà có lọ cà, có cả lọ đỗ, nhớ chưa? Tiếp. Na.
Đây, dấu phẩy ở đây rồi nhá, mình tách ra. Bé la cà ở bờ đê đá dế. Đúng rồi, tiếp con đọc tiếp đoạn này. Bờ đê để bé đá dế, xong rồi bé bị mẹ la, được chưa? Vâng.